Thông tin cá nhân của hơn 267 triệu người dùng bị rò gì? Theo trang mạng Comperitex, từ hôm 12 tháng 12, khối cơ sở dữ liệu nêu trên đã được chia sẻ công khai trên một diễn đàn dành cho các tin tặc và cho phép mọi người có thể tải miễn phí về máy tính của mình. Thông tin VOV đưa, chuyên gia nghiên cứu bảo mật Bozdievchenko phát hiện cơ sở dữ liệu này gồm tên, mã người dùng, số điện thoại của hơn 267 triệu người dùng Facebook. Phần lớn dữ liệu thuộc về người dùng Facebook tại Mỹ, một lượng nhỏ của người dùng tại các nước Châu Âu và Châu Á các tài khoản cá nhân bị dò dỉ có thể trở thành mục tiêu của các chiến dịch spam quảng cáo, lừa đảo, thậm chí tống tiền. Sau khi bị phát hiện, đến hôm qua, khối cơ sở dữ liệu này đã không còn xuất hiện trên Internet. Một người phát ngôn Facebook cho biết hãng đang tìm hiểu vấn đề, song cho rằng nhiều khả năng thông tin trên đã bị thu thập trước khi Facebook tiến hành những thay đổi trong vài năm qua nhằm bảo vệ tốt hơn thông tin người dùng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh trang mạng xã hội lớn trên thế giới này đang nỗ lực gây dựng lại lòng tin đối với người dùng và xóa bỏ những lo ngại về vấn đề bảo vệ thông tin người sử dụng facebook